Tử vi tuổi Ân Mão 1975, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cấy hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu, Tuổi Tuất. Đối với những người tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 3 tới ngày 19 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 3 tới ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kết công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 3 tới ngày 20 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3 tới ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ân Mão 1975 trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Ân Mão 1975 mệnh đại khế thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của họ là thiếu nguyên tắc, sẽ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Họ tâm niệm, mọi chuyện tùy duyên. Cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định, an nhàn, theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo được động.
Hiếm khi tạo áp lực cho bản thân hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Chính tính cách này là nguyên nhân chính ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của những người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm. Cho nên bản mệnh cần điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Dự báo trong tháng 3 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ sẽ dễ để xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Ất Mão trong tháng này khá ổn định, nhất là trong những thời điểm quý gia chủ vượt khó khăn, khẳng định được vị trí của mình thì rất dễ được nhận thưởng. Nhâm Dương Thủy gặp Mão âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Ất Mão. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi ở phía trước. Để giúp gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc, thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Ất Mão. Trong tháng này, những người tuổi Ất Mão sẽ có những bước đột phá trong công việc, bản mệnh nhận được sự giúp đỡ từ người khác và có được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mà gặt hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Ất Mão vốn là người tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cũng nên nhớ rằng kết quả đạt được ngày hôm nay một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt của đồng nghiệp. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Ất Mão nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, sự nghiệp sẽ mang lại cho tuổi Ất Mão tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, quý gia chủ vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thật sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Bản mệnh vốn là người biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàn, hóa đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho chính bản thân mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, nên gia chủ tuổi Ất Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo của tuổi Ất Mão. Tháng này, vận trình tình duyên của các gia chủ Ất Mão sinh năm 1975 khá ảm đạm. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi, xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới, nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Quý gia chủ cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, trong tháng 3 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái,
Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề, tồn đọng thấu đáo, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. May mắn thời điểm này cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân, giúp quý gia chủ vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ Ất Mão nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ, vợ chồng, cải vận, tình duyên. Sức khỏe của tuổi Ất Mão. Trong tháng này, người tuổi Ất Mão cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, quý gia chủ cũng sẽ cảm nhận được một số cơn đau đầu nhẹ. Nguyên nhân cũng chính việc này mà ra, cho nên cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội phát triển. Ngoài ra, tử vi tháng này khuyên quý gia chủ nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Quý gia chủ cần chắc chắn đảm bảo ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt công việc sang một bên để tịnh dưỡng tinh thần, sức khỏe. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng rằng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình hoàn thiện. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng. Đặc biệt là những gia chủ Ất Mão trong tháng 3 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!